Vào tối ngày hôm qua thì một chiếc xe tải đã lao vào đám đông trong một cuộc tấn công được cho là khủng bố ở trung tâm của thủ đô Stockholm Thụy Điển, làm ít nhất là 5 người chết và hơn 10 người bị thương. Vụ việc xảy ra ở tại Drottninggatan, một trong những phố đi bộ lớn của thành phố, vào khoảng 15 giờ ngày 7 tháng 4. Số người chết hiện đã tăng lên 5, theo đài truyền hình SVT của Thụy Điển, nhưng cảnh sát chưa thể xác nhận ngay lập tức. Khu vực hiện trường đã được cảnh sát phong tỏa, đề nghị người dân tránh trung tâm thành phố. Tất cả hoạt động tàu điện ngầm ở Stockholm cũng bị đình chỉ, các tàu trung tâm thành phố cũng bị sơ tán. Ngay sau đó, cảnh sát Thụy Điển đã công bố một số hình ảnh của nghi phạm đã lái xe tải đâm vào khách bộ hành tại trung tâm tâm thủ đô stockholm đồng thời cảnh sát nước này cũng đã nhanh chóng bắt giữ một người đàn ông tại hiện trường